Hello, xin chào các bác, chào mừng các bác đến với kênh review đồng hồ chính hãng của Sashimi Authentic. Hôm nay thì em giới thiệu cho các bác một chiếc đồng hồ rất đặc biệt mà bên em vừa mới nhập hàng về. Đây là một chiếc Citizen cực kỳ là đẹp mắt và có cái màu sắc phải nói là vô cùng tuyệt vời. Anh em nhìn thấy cái phần mặt đồng hồ, chiếc đồng hồ này không? Phải nói một con đồng hồ có thiết kế về phần mặt màu sắc rất là lạ lẫm. Thì chiếc này chúng ta thì sẽ mặt sẽ được làm bạc, tráng bạc và sau đó thì chúng ta sẽ được làm theo cả mặt sơn mài nữa anh em nhé. Một trong những option về phần mặt rất tuyệt vời. Đương nhiên thì với mặt sơn mài thì chắc chắn phải làm thủ công rồi, thủ công bằng tay hết toàn bộ phần mặt anh em nhá. Đấy cho nên là cái chiếc đồng hồ này về có tác phẩm phần mặt như là một cái tác phẩm nghệ thuật luôn. Đó, rất là đẹp và bắt mắt. Thì trước khi đến kỹ hơn với chiếc đồng hồ trong video ngày hôm nay thì rất mong em dành một chút thời gian khoảng 12 giây thôi, bấm nút đăng ký kênh ở phía dưới video, ấn quả chuông bên cạnh để khi bên em ra video đồng hồ mới thì YouTube sẽ gửi thông báo cho anh em, từ đó anh em không bỏ lỡ bất kỳ chiếc nào em cung cấp nhá. Không mất thời gian anh em nữa, chúng ta sẽ kỹ hơn với chiếc Citizen trong video đồng hồ ngày hôm nay. Chiếc Citizen hôm nay em tự bác thì là một chiếc hàng về độ mới, thì con này là mới nguyên 100%. Tuy nhiên thì nó thuộc dạng hàng trưng bày và bị mất tác. Đấy cho nên là về độ mới là con này là hàng mới anh em nhé. Hàng mới nhưng mà nó không có tác thôi. Không có tác anh em nhé. Gần như em gọi là dòng sản phẩm này là hàng trưng bày. Mới 100%, chưa từng qua sử dụng. Và thân vỏ còn mới nguyên, dây mới nguyên, khóa mới nguyên, tất tần tật đều còn mới, tất tần tật chưa từng qua sử dụng anh em nhé. Tuy nhiên thì hàng trưng bày bị mất tác, đấy cho nên là chúng có ra bán cầm nó cũng rất là tốt. Như chiếc này thì nếu mà về Việt Nam thì ở thị trường, nếu mà anh em mua chính thống nhé, thì nếu mà anh em nhập về full thuế phí các thứ nó rơi vào tầm khoảng 35 triệu là chuyện quá bình thường luôn. 35 triệu thậm chí đang còn rất là rẻ nếu như mà tính về cái công nghệ được trang bị ở trên chiếc đồng này. Ví dụ là công nghệ mặt sơn mài trà bạc này, mặt lá bạc sơn mài này, rồi bộ máy 9184, máy cực kỳ chất lượng của nhà Citizen. Đó, máy lần tần số động 28800 và tích cót lên 26 có 26 chân kính và tích cót khoảng 40 giờ. Đây là máy rất là chất lượng thuộc dòng máy series 9. Thì chiếc này của chúng ta thì có mã sản phẩm của em nó là NB3020 gạch ngang là 16W kép. Đó, và cái mặt của em này thực sự rất là nổi bật. Con hồ này khi em cầm trên tay thì cái màu sắc của phần mặt này là cái điểm mà nó cuốn hút nhất ở trên con này. Đó. Chiếc này của chúng ta thì sẽ có thân vỏ được làm chất liệu thép không gỉ 36L này, kính của chúng ta sẽ là kính sapphire và được sẽ được làm kính sapphire vòm cong. Nó tạo hướng ánh sáng rất tuyệt vời trên phần mặt. Dây chúng ta sẽ dây da cá sấu được làm màu đen hoàn thiện tốt và dây khá mềm đeo ôm tay. Dây chúng ta thì sẽ là vân cá sấu mắt tre. Lấy chúng ta cái khóa bướm chống gập chống gãy dây và có logo của Citizen ở trên một thân khóa. Cầm chiếc đồng hồ này trên tay thì cảm giác trọng lượng rất là vừa phải. Thì một chiếc đồng hồ dây da thì khi mà đeo trên tay nó rất là gọn, nhẹ và mang đến cái nét mềm mại tinh tế, khá là hơi hướng một chút cho thư sinh. Tiếp theo nữa thì hoàn thiện về chiếc đồng hồ này thì cảm giác về cái độ thiết kế hoàn thiện của em này thì rất là cao cấp. Đó, và anh em thấy độ hoàn thiện cực kỳ mượt, sắc nét này và thiết kế phần mặt đẹp này. Trọng kích thước của em này cũng ở mức vừa phải, không quá dày cũng như là không quá to. Ở đây chúng ta có đáy sau hở máy để giúp anh em quan sát được chuyển động máy bên trong nhé. Anh em lưu ý một chút về thiết kế chiếc này. Đây, nhắc lại cho anh em chút, đây là một chiếc hàng trưng bày độ mới 100%. Tuy nhiên thì nó sẽ bị mất tác, cho nên là chiếc này chúng ta thì em bán theo diện hàng trưng bày thì giá nó sẽ tốt hơn nếu như anh em mua hàng new. Ở đây chúng ta sẽ có được là thiết kế phần mặt, thì phải nói đây là một chiếc đồng hồ có thiết kế phần mặt rất đẹp của nhà Citizen. Đây anh em thấy cái mặt đồng hồ này. Đầu tiên này cảm giác thì nó mang lại nó nét khá là cổ kính, và thì với thiết kế phần mặt đồng hồ này màu sắc nó mang lại cảm giác nó kiểu hoen gì bị ố màu theo thời gian đấy, nhúm màu thời gian. Đó, nhưng mà đây là mặt mới anh em nha, và được mặt sơn mài, nó nhìn được mặt bên trong rất là mịn sáng. Đó anh em thấy này, màu đẹp lắm. Con này bên ngoài anh em thực sự là một chiếc đồng hồ có màu sắc rất đẹp. Và nếu như mà anh em nào mà đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ nào đó có thiết kế màu mặt màu nó độc đáo là lắm, vừa giá trị sử dụng vừa có giá trị sưu tầm cao, thì dòng sản phẩm Citizen này là một trong chọn rất hoàn hảo cho anh em. Mặt được làm từ bạc và được làm theo công nghệ sơn mài, họ lấy bạc họ phủ lên sau đó mài sơn mài đi, đó, tiếp tục lặp lại công đoạn như vậy cho đến khi nào mặt đồng hồ đạt đủ cái độ bóng và ra cái màu sắc đẹp nhất có thể thì họ sẽ dừng lại và nó đưa lại cho Citizen để lắp máy. Còn này thì anh em nhìn bên ngoài nó đẹp lắm, nó càng đẹp và rõ màu hơn. Chứ em quay này nhiều khi là trong các cạnh với kính này nó cong nữa, cho nên là nó sẽ khiến cho phần mặt kính cảm giác nó mặt đồng hồ nó hơi lóa một chút. Đấy cho nên là chúng ta nhìn nó hơi khó. Chứ bên ngoài anh em nhìn chiếc đồng hồ này anh em ưng ngay, rất là đẹp. Đó. Tiếp theo nữa là đến thiết kế chiếc đồng hồ này. Thì với bộ máy 9184 thì chúng ta sẽ có chức năng Power Reserve báo năng lượng dự trữ cót này. Chúng ta có chức năng lịch 24 giờ này. Và bộ kim và cọc số được làm thép không gỉ màu thép bạc, cũng rất là nổi bật trên cái nền mặt màu kiểu lốm đốm như này đó. Và anh em tới phút ngoài cùng chúng ta sẽ làm màu trắng, thì Citizen họ chia rất là trau chuốt và tỉ mỉ, đó chia rất là đầy đủ luôn anh em, cực kỳ dễ nhìn này. Cọc số chúng ta sẽ có các giờ như là 3 này, 2, 4, 6, 8, 10 và 12, chúng ta sẽ cọc số La Mã
Còn góc số lại chúng ta có vạch đơn bình thường và góc số được làm chất liệu thép không gỉ gắn nổi trên mặt đồng hồ, hoàn thiện với phây bóng ở phần góc số la mã và phây xước ở phần góc số vạch. Đó, anh em thấy nghiêng góc sáng chúng ta thấy là cái hai cái góc số này nó rất là đẹp, bắt mắt. Góc số được thiết kế theo kiểu dáng mềm, thon gọn, đấy cho nên nhìn mặt đồng hồ nó khá là thoáng đãng, đẹp. Phải nói là lâu lắm mới có chiếc sedan này đẹp như này về phục vụ anh em, đẹp nhất này. Ở góc 12 giờ chúng ta sẽ có logo của Citizen Automatic này. Góc 3 giờ chúng ta có cái lịch ngày. Bên dưới góc 6 giờ là một cái kim của lịch 24 giờ và anh em thấy đang 10 giờ này. Và đây 24 giờ báo đang 10 giờ đêm. Ở đây chúng ta chức năng Power Reserve báo năng lượng dự trữ cost ở góc 9 và 10 giờ và anh em thấy thời gian tích cost tối đa của bộ máy này là khoảng 40 giờ và gần 20 giờ tích cost là thời gian còn lại. Bên dưới góc 6 giờ chúng ta vẫn có dòng chữ Japan, một chiếc sản xuất Brabus hoàn toàn ở Nhật, mã máy 9184 và chúng ta có mã phần mặt đồng hồ. Kim hiển thị thì kim dây thanh mảnh trơn mượt mà với thuần số động 28.800, kim giờ và kim phút được làm dạng kim dolphin đánh bóng, anh em đấy hoàn thiện cực kỳ sắc nét và điển trai, rất là bắt mắt anh em nhé. Kính chiếc đồ này chúng ta sẽ kính sapphire và được làm dạng kính vòng cong, thì khi mà anh em nghiêng này chúng ta sẽ thấy kính nó nổi cao lên rất là đẹp mắt và kính này rất là trong trẻo, cực kỳ dễ nhìn. Tuy nhiên cái hiệu ứng của phần kính vòng cong bao giờ nó cũng khiến cho phần mặt số chúng ta khi mà quay qua video thì nó lóa lóa như này, chứ bên ngoài thì anh em nhìn thấy thì nó rất là trong đó. Viền kính bên ngoài chúng ta sẽ đánh phây xước. Đây là một cái thiết kế cũng khá là lạ nếu mà so sánh với chiếc Citizen khác, để anh em đánh phây xước này. Còn bên dưới chúng ta sẽ đánh phây bóng. Đó, thiết kế con này hơi ngược một chút. Bình thường thì cái mặt bên trên là đánh phây bóng, còn thân càng đánh phây xước, mà con này mặt trên là đánh phây xước, còn thân càng thì nó lại làm phây bóng. Đấy, rất là độc đáo. Đúng chỉnh chúng ta sẽ có đúng trơn, không logo của Citizen anh em nhé. Đấy, độ mới là 100%, không có bất kỳ cái vết xước gì ở đây cả, mới nguyên, chưa từng qua sử dụng nhá. Ok, anh em thấy là thiết kế rất đẹp rồi, màu sắc rất bắt mắt rồi. Con này sử dụng mà anh em hơi hướng một chút thì đó rất là vintage với cái mặt màu được nhuốm thời gian, đó, tạo nên cảm giác màu sắc thời gian đã trôi qua với con này, nhưng mà không phải đâu, đó là cái hiệu ứng về cái phối màu. Ở đây chúng ta sẽ có được là cái phần kích thước. Em này thì kích thước của em nó size mặt sẽ rơi vào tầm khoảng 40,5. Độ dài mặt số thì con này tính cả cái phần kính vòng cong thì nó rơi vào tầm khoảng 14 mm. Và chiều dài càng lắc tôi lắc vào chiếc này 47,3. Thì với chiếc đồ này thì tay để mà đeo đẹp thì anh em nên có chu vi của tay khoảng tầm 16 trở lên, chúng ta có thể đeo đẹp chiếc này. Nếu mà tay anh em dưới 16 như là tay 15.8 của em, thì nếu như là tay anh em phải nhớ là tay phải như tay của em thì mới có thể đeo được nhé. Chứ tay 15.5 là anh em đeo chiếc đồ này đụng vào là hơi to đấy, hơi to đấy. Và con này nó cảm giác nó thân vỏ nó hơi dài, hơn nữa kính nó nổi cao lên cho nên tạo cảm giác đồng hồ nó sẽ hơi nổi bật ở trên cổ tay chúng ta một chút. Nhưng mà đeo lên tay con này đẹp thực sự luôn anh em nhá, đẹp thực sự luôn. Lâu lắm rồi mới có cảm giác mà cầm lên tay được một con Citizen nó kinh khủng khiếp như này, đẹp một cách khó mà miêu tả được bằng lời, thực sự rất đẹp và lên tay sướng thật. Đeo cái dây nó ôm tay và thêm cái màu nó nổi bật quá, đẹp thực sự. Con này mà anh em đi ra ngoài gặp 10 người thì chắc 10 người phải hỏi anh em đang đeo chiếc nào đấy, mà sao nhìn nó lạ thế, nó đẹp và độc đáo đến mức như vậy. Nhuốm màu thời gian nhưng mà với cái mặt sơn mài thì chúng ta nhìn thấy là nó sẽ được làm rất là trơn, đẹp và cảm giác bóng bẩy, rất là bắt mắt. Nhờ nghiêng góc cạnh này. Đó. Với cái mặt vân như này thì nó nhìn tổng thể nó có những cái con Citizen thuộc dòng này thì nó giống nhau, nhưng mà mỗi con nó sẽ có một cái vân mặt riêng đây anh em nhé. Nó một tính cá nhân hóa cũng khá là cao. Kính sapphire khối chống sức, hoàn thiện cực kỳ tuyệt vời. Dây chúng ta sẽ có dây da được làm dây da cá sấu màu đen. Đó, anh em thấy hoàn thiện dây rất tốt và dây không quá dày, mềm ôm tay. Khóa bướm chống gập trong cái dây có logo của Citizen trên thân khóa, chúng ta đóng mở tiện lợi với cái tài đây. Mặt sau dây chúng ta sẽ lót màu đen, size dây của chiếc này là 21 đầu đồng hồ và con này khoảng 18 ở đầu khóa thôi. Đấy, chúng ta sẽ có dây da. Đây là mặt sau, chúng ta thiết kế đáy hở máy để cho anh em quan sát chuyển động máy bên trong. Thì đầu tiên thì chúng ta nhìn thấy là rất là ấn tượng với cái thiết kế phần máy móc của chiếc hồ này bên trong. Đó, anh em thấy này. Đây là phải quay bên này cơ, chúng ta nhìn cái thông tin nó dễ hơn. Đấy, thiết kế rất là nhìn sang trọng đẳng cấp. Đã có bộ máy 90184, 26 chân kính, tần số động 28.800, tích cost khoảng 40 giờ, Citizen Quest Company. Bên ngoài này chúng ta có logo Citizen này, mức trung đức 13 tương đương 100m, Duratech này, Make in Japan, sản xuất Brabus tại Nhật, mã máy mã phần cashback, kính sapphire và thân vỏ làm thép không gỉ. Máy này, dòng series 9 của nhà Citizen thì em đánh giá rất cao về thiết kế cũng như độ hoàn thiện, rất là bắt mắt và đẹp. Một cái điểm nổi bật nữa trên chiếc đồ này đó là cái công nghệ phủ Duratech ở phần thân vỏ chiếc này. Thì với công nghệ phủ Duratech này thì sau khi hoàn thiện thân vỏ xong thì Citizen họ sẽ phủ lên một lớp giúp gia tăng độ cứng. Bình thường thì thép không gỉ này nó ví dụ độ cứng của nó rơi tầm khoảng 170. Thì khi mà nếu mà nó phủ lên Duratech này thì độ cứng nó sẽ lên đến 200. Đó, cứng hơn. Và khi mà anh em dùng các vết giác và quẹt nhẹ không để lại vết xước.
Và tuy nhiên thì cái lớp chống sức này nó chỉ là tương đối thôi, cái gì không có gì tuyệt đối cả. Và anh em dùng chúng ta nâng niu, chiều chuộng, giữ gìn thì đồng hồ thì nó đồng hồ nó sẽ mới và gắn bó với anh em được lâu hơn. Tiếp theo nữa thì cái phủ Duotech này cái ưu điểm lớn nhất của nó thì nằm ở khả năng chống oxy hóa. Thì khi mà anh em đeo chiếc đồng hồ này, nước hoa, nước tẩy rửa hoặc các hóa chất lỡ may anh em tiếp xúc với phần thân vỏ thì cho anh em với cái độ phủ Duotech này nó giữ được phần thân vỏ chúng ta luôn mới. Anh em chỉ cần là ngâm qua nước ấm, sau đó chúng ta lấy phần rẻ chúng ta lau sạch đi là đồng hồ được phần thân vỏ nó lại mới nguyên. Đó là cái lớp phủ công nghệ, cái ưu điểm rất lớn của lớp phủ Duotech này. Bộ máy 9184 của chúng ta thì sẽ đầy đủ chức năng lên cót tự động này, lên cót bằng tay. Anh em thấy khi em vặn lên nó sẽ lên cót này. Dừng kim dây chỉnh giờ, anh em mở ra hai nấc. Kim giờ anh em mở ra chỉnh giờ, kim dây sẽ dừng lại giúp anh em chỉnh giờ chính xác từng giây. Và anh em vặn góc 12 giờ và anh em lưu ý này, đây đang 10 giờ đêm mà chuẩn bị nhảy lịch nhá. Đó. Và anh em nhìn qua lịch 24 giờ em chỉnh đến khoảng 4 giờ sáng. Và anh em thấy nó sẽ chỉ ở mức số 4 ở đây. Đóng lại kim dây chạy bình thường. Chỉnh lịch ngày anh em mở núm ra một nấc và vặn ngược chiều kim đồng hồ. Anh em chỉnh lịch ngày. Sau chỉnh giờ lịch ngày xong thì em đóng núm lại kiểm tra cẩn thận tránh vừa núm nước vào. Mức trong nước của em này là 100 m thì cá độ thường ngày của em đi mưa rửa tay rửa xe rất thoải mái. Lưu ý anh em không mang hoặc chúng ta đi bơi tắm tắm lạnh và tắm xông hơi. Đặc biệt là chiếc đồ này sử dụng dây da, cái chất liệu dây này nó rất là kỵ nước trong trường hợp mà anh em dùng mà mưa to quá hoặc là phải tiếp xúc nhiều với nước thì anh em nên cất đồng hồ đi, tránh để phần dây này chúng ta ngấm nước vào gây mùi rất khó chịu và có thể khiến dây nhanh hỏng hơn. Về mức giá bán hiện tại bên em có sẵn một chiếc Citizen NB3020 gạch ngang 16 W với mức giá bán cũng rất là tốt. Nếu ấy 100% nhưng mức giá bán chỉ là 18 triệu 500 đồng. Và nếu anh em yêu thích chiếc này có thể đặt hàng với lại Sashimi Authentic thông qua số điện thoại để phim trên màn hình và các thông tin liên hệ em đầy đủ hết dưới phần mô tả của video. Khi anh em gọi điện nhắn tin em sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em về chiếc đồng hồ này nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều theo dõi bên này của Sashimi Authentic. Xin chào và lại anh em ở những video đồng hồ tiếp theo.